Xin chào tất cả các bạn. Trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái USB book để các bạn cài lại Win hoặc là gót Win nha các bạn. Thì việc đầu tiên của bạn là chuẩn bị một chiếc USB với dung lượng là 2 GB trở lên. Và các bạn tải hai tập tin như thế này là tập tin USB book tools.zip và tập tin mtbook 2017.eso nha các bạn. Cái hai file này thì mình để link trong cái mô tả của video nha các bạn. Rồi, bây giờ thì việc đầu tiên bạn làm đó là bạn giải nén cái tập tin USB Book Tool ra ngoài màn hình desktop. Đây, thì các bạn. Rồi, tiếp theo là bạn cắm USB vào nha các bạn. Ở đây thì mình đã cắm sẵn cái USB là 8GB của mình vào trong này. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình format USB bằng công cụ USB format trong thư mục hồi nãy mình mới giải nén. Đây mình ra ngoài lại desktop USB Book Tool. Đây các bạn sử dụng công cụ USB format.se và các bạn nhấn chuột phải vào Run as admin và nhấn Yes. Rồi các bạn chọn USB cho đúng nha. Nếu mà các bạn cắm nhiều USB thì các bạn nhớ xem tên và dung lượng. Ở đây thì mình đang dùng USB Kingston và dung lượng 8GB nha các bạn. Bạn chọn là FAT32 hoặc NTFS hoặc FAT, nói chung là bạn thích chọn nào chọn. Nhưng mà bạn nên chọn FAT32 nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào là Quit Format. Bạn nhấn Start. Yes. Đó, bạn nhấn OK. Rồi, tiếp đến thì các bạn sử dụng công cụ book ICA.se. Các bạn nhấn chuột phải vào của Run as admin. Rồi nhấn Yes. Sau đó là các bạn chọn đúng USB của bạn. Nếu các bạn có nhớ lựa chọn là đúng chỗ này, đừng có lựa chọn nhầm nha. Là tên là USB Kingston là dung lượng 7.2GB là 8GB các bạn là còn 7.2GB. Mình chọn đây, rồi sau đó nhấn là Process MBR. Rồi các bạn chọn là Group Dot. Và sau đó nhấn Install Config. Rồi nhấn Set to Disk. Nhấn OK. Rồi nhấn Close Exit. Rồi việc tiếp theo của bạn đó là mau cái file ESO này vào trong Windows để các bạn copy. Để các bạn copy cái nội dung bên trong. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng Windows để các bạn extract những bạn. Là các bạn giải nén ra ngoài luôn. Hoặc là ở đây thì mình đang dùng Windows 10 nên là có công cụ là gắn file ESO đập trực tiếp luôn. Thì đây các bạn chọn tất cả và nhấn Ctrl C là copy các bạn, là nhấn copy. Sau đó các bạn vào trong USB. Các bạn Ctrl V hoặc bấm chuột phải nhấn Pass vào để copy tập tin vào trong USB nha các bạn. Như vậy là mình đã copy xong các tập tin vào trong USB book rồi nha các bạn. Bây giờ mình thử test lại USB. Các bạn khởi động lại máy. Tùy vào mỗi máy mà lúc khi màn hình khởi động là nhấn phím F1, F2 hoặc F12 hoặc Delete nha các bạn. Trong trường hợp mà các bạn không có nhớ cái phím để vào khởi động thì các bạn có thể vào trong BIOS để chỉnh. Ở đây thì mình đang dùng máy tính Asus nên mình nhấn phím EC. Sau đó là mình sẽ chọn là trong cái menu Book hiển thị lên như thế này thì mình nó có nên các bạn ở đây mấy thứ mà không mà các bạn không quan tâm thì các bạn không cần biết. À, ví dụ như chọn khởi động từ CD DVD này, rồi chọn khởi động từ ổ cứng này.
rồi chọn thử động từ OSP. Đấy các bạn, thì các bạn sẽ nhấn vào trong này thử Enter. Đấy các bạn, là menu cái hệ thống đang chạy vào trong cái USB book của mình. Đây các bạn, đây là Windows 10 trong Windows 10 mini trong cái USB book nha các bạn. Đấy, bây giờ thì các bạn có thể vào trong này có thể sao chép các tập tin. Các tập tin mà các bạn chưa, nếu mà Win nó hư mà các bạn chưa kịp sao sao lưu đó, thì các bạn dùng cái Windows Mini này thì các bạn để sao chép backup lại các tập tin cần thiết, sau đó các bạn gót lại máy hoặc là cài lại Win mới nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong hướng dẫn cài đặt một cái USB book hoàn chỉnh rồi các bạn. Các bạn nhớ khi xem video, nhớ thấy video hay thì các bạn nhấn like, share và nhấn subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.